nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một món, đó là món bánh nếp nhân thịt. Nguyên liệu để làm bánh này gồm có thịt xay, 200g, bột chiên giòn 100g, bột gạo 50g, bột nếp 150g. Cái này là bột nếp nha, 150g. Tiếp theo nữa nó là nấm mèo. Nấm mèo này là 100g. Cái này nấm mèo này là mình đã ngâm nở rồi nha các bạn. Thêm nữa là một củ cà rốt, một củ sắn, hai quả trứng gà. Gia vị kèm theo nó là hành lá nè, một chút ngò gí, tỏi bằm nhuyễn. Tỏi này khoảng nửa muỗng canh. Tiêu đen, đâm nhuyễn khoảng chừng một muỗng cà phê. Tiếp theo đó nữa là gia vị kèm theo gồm bột nêm, bột ngọt, muối, đường, nước mắm và dầu hào. Đầu tiên cho bột nếp vào thau, cho bột chiên giòn vào thau, cho luôn bột gạo. Sau đó cho hột gà vào, cho hai trứng gà vào. Trộn đều bột lên. Tiếp theo ta cho nước vô. Nước này là nước ấm nha các bạn. Pha ấm ấm á, đừng có để cho nó nóng quá, nó chín bột. Nhồi bột có cho bột dẻo lại. Lượng nước thì mình tự thêm vô đặng mình lượng. Cũng sao cho bột nó vừa dẻo là được rồi. Sau khi bột đã dẻo rồi, ta để cho bột có nở khoảng chừng 20 đến 30 phút nha. Để yên bột. Giờ dùng bột có đậy bột lại để cho bột đừng khô. Để yên đó khoảng chừng 20 đến 30 phút cho bột. Mèo ta sắp sợi, sau đó bằm nhuyễn. Sắc nấm mèo xong mình sắc tới cà rốt. Cà rốt cũng sắc mỏng, sau đó sắc ca nhuyễn nha. Chung vào tô nấm mèo. Củ sắn mình cũng sắc nhuyễn như hồi nãy. Củ sắn mình cũng sắc nhuyễn như nấm mèo và cà rốt nha.
cho chung vào tô luôn. Ngò rí và hành thái nhuyễn. Tô cho chung vào tô. Tiếp theo cho tỏi và tiêu vào tô luôn, cho chung thịt xay vào, nêm dầu hỗn hợp một chút dầu hào, khoảng một muỗng cà phê, nêm thêm nửa muỗng canh nước mắm, một muỗng cà phê bột nêm, một muỗng bột ngọt, muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê muối, một muỗng canh đường. Sau đó trộn đều gia vị lên. Sau đó trộn đều hỗn hợp lên. Cái này là phần nhân. Nhìn đẹp quá. Vậy là đã trộn xong phần nhân. Sau khi phần bột thì phần nhân đã làm xong, chúng ta lấy một phần bột tráng mỏng ra, tráng cho bột mỏng ra, sau đó múc nhân cho vào, sau đó múc nhân cho vào, nắn tròn bột lại, nắn tròn bột lại. Sau khi nắng tròn cho viên bột vào một cái chén có lớp sẵn, quét sẵn lớp dầu ăn. Làm lần lượt như vậy với cái phần bột còn lại. Khi mình đã nhồi xong bánh, sau khi mình đã nắng xong bánh, bạn lấy ngò rí, lá ngò rí bạn ấn là bạn để lên bánh, trang trí bánh cho đẹp. Nhìn nó không, nhìn bánh rất là đẹp, bánh rất là đẹp. Vậy là đã xong rồi. Vậy là mình đã nắng xong bột, bây giờ mình đem bánh đem hấp nha. Đã nắng bánh xong á, sau khi phần bánh đã xong á, ta cho vào nồi hấp, ta cho vào nồi hấp mà. Đậy nắp lại, hấp khoảng 30 phút nha. Bánh đã hấp xong. Vậy là bây giờ bánh đã chín rồi nè. Mình bắt đầu mình lấy bánh ra nha. Vậy là mình đã làm xong món bánh nếp nhân thịt. Mình rất là hấp dẫn. Bột khá mềm mịn, dai ngon. Ở trong nhân thịt đó đậm đà rất là hấp dẫn.